cái thương hại á, cái thương là cứ nó mạnh mẽ như mạnh mẽ đó.
cái mỏ bể lạnh cho là cái khung này trước, chịu cái khung bảo vệ này trước, chịu cái lỗ đi lên. Rồi một thời gian sau á, anh muốn nói cái này còn có mấy triệu kiếm rồi đó, thì cái này thì mấy triệu kiếm cho là mình bảo vệ luôn, mình đang vô luôn. Bảo vệ ở đây nữa hả? Đó. Cái trên nữa hả? Đó, cái một củi thôi. Quá, cái cũng được, cũng... Đúng không? cái này khỏi làm dây trượt kia gì đó, đó là mấy cái khoát xong rồi xong khỏi muốn dây không bữa bữa bỏ trắng một trắng rồi làm dây nhưng mà không cái này nè hả con nhỏ này khỏi làm dây dây kỹ nhưng con này miếng này mình được đó mà đó rồi còn cái khung kia đó cái khung lụa trên đó bữa hỏi trượt thì mình cắt cái được cũng được cái đầu dây cho nó được rồi khỏi làm dây anh kia cái thằng này cần thiết là đây này cái mở lỗ quá này là nãy kia ra là tôi lỗ đây thôi ấy kia là nó như vậy thì anh vẽ này kia ra cái vẽ của vẽ là 6 lỗ thì mình lo cái đạn này lúc mà lo đạn này nhà này xong cái khung này xong mà chưa sâu thì cái nước đây còn cái nước kiếm mới ngày đầu đây coi là cái nước kiếm nhiều ở đây nó mày nó nhiều hơn chút thôi nó mạnh hơn cái là không rồi à đó ấy lấy than được không? Giờ lấy than là được không? Cái này kia nó chặt to